chị thấy màu vàng, chị thấy màu xanh đúng không? Giờ là chuẩn bị cúng cơm cho chú Vũ Linh của chú anh chị buổi trưa ha. Rồi đi vô được rồi đúng không? Chưa đâu, chờ khi xếp hàng chứ. Xếp hàng. Phải xếp hàng hả? Xếp hàng nữa coi. Ai mà ơi kiếp đứng xếp hàng ơi. Xếp hàng mấy đứa. Nó vô cúng xếp hàng mấy đứa. Nữa. Ôi, có hai chị đem hoa tới nữa. Dạ mấy chào cô chú chị nha. Dạ kia nay thì mấy cái đầm nha cô chú. Em mang đồ. Cúng xếp hàng có nắm tay không? Con trai của bạn nha cô chú. Hai bạn đi qua. Được khán giả dạ, được khán giả gọi cúng của chú anh chị. Ra phía ngoài này để có khán giả về viếng nữa. Hai chị gái nè đến chuẩn bị là cúng cho chú Vũ Linh. Anh Phong mình đứng ở trước đường của chú anh chị ơi, anh đứng đây không biết làm gì chứ à? Anh đứng đây làm có gì cái khu nghệ sĩ gì nè ở đó thấy chưa, ca sĩ gì đó khá đẹp rồi đến viếng mộ của Năm nha. Dạ thấy cái bộ nó nói mày hỏi rồi bên trong là biết đang làm gì bên đó không à? Bên trong biết đang làm gì không anh? Bên trong làm gì? Anh yêu đang chuẩn bị cúng cơm đó à. Ô, chị gái nè. Dạ, chắc đi nắng đang đang lên cát nước rồi, hồi mình đi vô đây đi chút xíu hả? Đấy chị đang uống nước rồi, để cho chị tự nhiên chút xíu đi, tại đi nắng quá mà đúng không? Thôi chú anh chị ơi, nhìn anh Phong lúc này mắc cười lắm. Rồi bây giờ mình qua luôn đi. Đi đi qua luôn. Rồi, anh phải có em anh mới ấy được, mới tự tin được. Hello, hello. Chứ chào hai chị mình nha. Em chào hai chị. Hai chị đẹp gái đó nè. Trời, nó không trang rồi. Không có, thấy cái chị. Chị hai chị áo đỏ nè. Ờ, đúng rồi. Còn chị áo đỏ nè. Áo bông mình quá, giống Ngọc Quyền của cái này đi. Dạ. Giống Ngọc Quyền. Dạ. Giống Ngọc Quyền. Chị mình có là ca sĩ diễn viên gì không chị mình? Không. Không hả? Rồi. À, chị ở đâu đến chị? Chị ở Đài Loan. Wow. Ồ. Oh. Là hai chị luôn hả? Ngon quá, mời ông Vũ Linh quá. Yeah. Có tên Việt Nam tên gì chị mình? Dạ. Yêu đầu bà. Chú thôi bà. Ủa chị về đây lâu chưa chị? Nhỏ ông đi hát á, mời mời quá. Mời. Chị về lâu chưa chị? Dạ. Có người tắm mới chị Hồng Ngọc mới gửi lên nè. Dạ em chào chị. Dạ. Dạ chào chị. Hoa sen này rất là đẹp của chú anh chị ha. Chị Hồng Ngọc gửi lên ha. Chắc ca sĩ nghệ sĩ gì quá. Hả? Chị ai biết đâu có mà. Chị này giống ca sĩ quá trời luôn mà. Giống giống đầu bà. Dạ nhan ở phía ngoài kia chị. Dạ cái gửi nước mãi mới gửi qua là cái bông. Em của cô Ngọc Quyền lên thăm miếng mộ Ngọc nè. Của cô Ngọc Quyền. Ừ. Có nè. Quyền em, tên Quyền em. Là em của cô Ngọc Quyền nè cô chú anh chị. Nói lên tên. Không biết luôn. Trời ơi. Không chị cho em hỏi. Nó chị nó còn nghĩ cô Cẩm Tiên không? Thấy có nét rất giống à. Không giống. Chắc là người giống người hả? Cắn á, cắn á. Đi đường bên đây nè chị. Chị mình hơi buồn nha. Giờ chị lấy hương thắp cho cô Thanh Kim Quệ ha. Quyền
nhận lên tên người ta chửi chắc. Em không chỉ giống thôi, cô nét giống. Đình tháo qua cho nét giống tôi cũng tin. Cô Anh Như Huệ, cô chú anh chị. Sao ngừng nó Ngọc Quyền, ngừng nó Cẩm Tiên. Ngọc Quyền mà giống Cẩm Tiên. Biết không hả? Trong 10 phút nữa mọi người nhận ra đó. Ngày không? Ngọc hả? À, thiếu Ngọc hả? Ừ. Thiếu Ngọc hả? Rồi, rồi, rồi. Rồi, xong rồi. Chúng ta đi Ngọc chính thức lộ diện. Rồi, chúng ta đi Ngọc chính thức lộ diện mà có cái cháu anh. Nói cái chị Ngọc gì đỏ mặt liền thấy không? Thì ra là bả. Bà nào? Chính tháng nay rồi. Chính tháng nay rồi. Ủa mà sao em nghe tiếng có giống đâu trời? Ở trong điện thoại thì nó giả tiếng được. Chị có chụp hình vô anh ơi, anh chụp hình mẫu chú lên. Dạ. Cũng có mấy anh hỗ trợ gì anh chụp. Anh Niêu hay quá, Niêu ơi. Ai hỗ trợ? Dạ anh Ngọc á, anh Ngọc anh hỗ trợ. Ngọc. À, Ngọc ơi. Đúng không? Không, vậy anh Niêu nhà biết trước rồi. Anh Niêu biết mặt. Chụp hình giùm chị nè anh. Chụp cho chị. Biết mà biết hàng chi em chụp cho chị mới gỡ bông sen lên đó. Chị né né ra cho ảnh chụp hình Ngọc về chụp hình giùm hỗ trợ chị ha. Thì anh Phong sao anh có quay mà cứ nhìn em nhìn khán giả kìa. Chị gì vậy? Bây giờ mình mới biết chị chính thức luôn. Gần cả năm trời chị lộ diện rồi đó. Thôi ơi, tóc dài đen đẹp hết rồi thôi chứ. Không quay. Không quay à, quay nhiều quá à. Ai gọi em mà ta? Chụp hình của chú Vũ Linh cô đó, bây giờ là đi đi lỡ mấy anh rồi, bây giờ là đi theo. Hai chị nhờ ngại lên YouTube ha. Tại đây thì cái video của Huyền Tiên xin kết thúc. Cô chú anh chị chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành nha.